Chào các bạn nhé, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn ghép cây block root nha các bạn. Thì ở đây là mình sử dụng của giọt nước nha. Thì cái ghép cây của Herodian thì mình đã ghép cây rồi, thì bây giờ mình sẽ nhập script nha. Ở đây thì mình dùng gen hook nha các bạn. Script thì các bạn sẽ lấy ở đây dùm mình nha. Script thì các bạn cứ lấy ở Bandi xe nè, các bạn kéo xuống. Ở đây là mình sử dụng của gen hook nha các bạn. Ở đây mình sử dụng của gen hook nha các bạn, đợi mình chút. Mình sẽ sao chép cái đoạn này nhá. Rồi nếu mà đây là mình sao trên web luôn, còn nếu mà các bạn không dành nó thì các bạn sẽ bấm vô cái nút download đó, rồi nó sẽ mở cái Google Drive lên cho các bạn, tại vì mình up lên Google Drive. Rồi bây giờ mình sẽ sao chép nè. Rồi sao chép xong thì mình sẽ mở lại và đọc rút lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm vô cái thùng rác để xóa hết mấy cái chữ trong đây đi, rồi các bạn sẽ dán cái đoạn nó vô. Ở đây nó copy sẵn đây nè. Đó, rồi các bạn bấm vô nút play nha, nút hình tam giác nè. Để nó chạy nha các bạn. Rồi ở đây gen hook sẽ bắt chúng ta ghép cây, thì các bạn sẽ bấm vô ghép cây nè. Đó, rồi điện thoại nó sẽ tự copy. Việc của các bạn bây giờ là sẽ mở trình duyệt lên, các bạn bấm vô dấu cộng nè. Rồi các bạn nhấp vô cái là liên kết đã sao chép nè. Là hồi nãy chúng ta sao chép để chúng ta ghép cây của gen hook đó. Rồi ở đây nếu mà nó hiện cái gì đó thì chúng ta bấm nút ít nha. Thoát đi nè. Rồi các bạn tích tôi là con người nè. Nếu mà nó hiện cái tab khác đó thì các bạn bấm nút ít ở đây đi nha. Rồi các bạn bấm lại tôi là con người nè. Nếu mà nó vẫn hiện thì các bạn bấm ít đi nè. Rồi nếu mà nó hiện lên cái này thì các bạn bấm dấu ít đây, rồi các bạn bấm tôi là con người nè. Rồi nếu mà cứ tab mấy thì các bạn cứ tắt đi thôi. Rồi các bạn sẽ chọn gấu Bắc Cực nè. Rồi bấm kiểm tra. Nếu mà sai thì chúng ta chọn lại nhá. Gấu trúc. Rồi khi mà được rồi thì chúng ta sẽ bấm continue nè. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bấm re-with add nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ bấm là discover ethic nè. Rồi chúng ta sẽ bấm dấu ít ở trên này để thoát đi nè. Rồi thoát. Rồi các bạn bấm continue nha. Khi mà nó có dấu tích xanh đó thì các bạn mới bấm continue để tiếp tục được. Rồi checkpoint 2 thì các bạn cũng làm tương tự. Đây là chọn cấu trúc. Thường thì ở checkpoint đầu tiên thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều cái tab mới. Các bạn chỉ cần bấm dấu ít để thoát đi thôi nha. Còn từ checkpoint 2 trở đi thì nó bớt rồi. Rồi ở đây các bạn bấm cũng bấm re-with add nè. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm vô cái chữ discover ethic nha. Rồi các bạn kéo lên, các bạn bấm vô dấu ít nè. Để thoát đi. Rồi các bạn kéo xuống, các bạn bấm vô còn tín lưu nè, các bạn để ý bên trên nó có dấu tích màu xanh rồi là được rồi. Và các bạn chỉ cần bấm như vậy thôi. Rồi checkpoint 3. Ở đây chúng ta sẽ cần checkpoint 4 lần nha. Đây chúng ta sẽ chọn cái đàn. Continue. Rồi chúng ta cũng bấm
with add nha. Rồi bấm discover nè. Rồi các bạn bấm vô ít thì ở đây là đợi 3 giây nè các bạn. Rồi sau đó chúng ta ít nè, nó bấm continue nè. Giờ checkpoint 4 này nè. Rồi, cái này là cuối cùng rồi nè. Chọn đồng hồ. Rồi bấm continue nè. Bấm gì with add tiếp nè. Bấm discover nè, bấm ít nè. Rồi bấm continue nè. Rồi đây chính là cái cây của Genhub nha các bạn. Thì cái cây này nó sẽ tồn tại trong 24 giờ, khi mà hết thì các bạn sẽ thao tác lại tương tự nha. Mình lại phải mở game lại nữa, tại vì mỗi lần tháp ra là nó sẽ bị mất, sẽ nó bị out game á. Rồi bây giờ mình phải sao chép lại cái script nữa. Script của Genhub này các bạn. Rồi sao chép. Rồi các bạn bấm vô thùng rác trước nha. Rồi các bạn bấm, có thể nhấn giữ đây, chọn dán. Rồi các bạn bấm lay. Rồi ở đây chúng ta sẽ copy cái, đây chúng ta sẽ copy cái cây của Genhub nha. Thì bây giờ mình sẽ mở lại cái hồi nãy mình ghép cây của Genhub. Còn cái này là mới chỉ là script thôi, còn cây của nó thì ở đây nè. Nếu mà bấm vô copy mà nó không được thì các bạn sẽ bấm vô chọn tất cả nè, chọn sao chép nè. Rồi bây giờ là được rồi nè. Hồi nãy nó vẫn copy cái script chứ không phải là cái cây. Đó, bây giờ là được rồi nè các bạn. Đó. Đó thì đây chính là script và cái menu của chúng ta nha các bạn. Đó. Thì các bạn muốn dùng tính năng nào thì các bạn bật lên nha. Ừ. Thì bây giờ mình xin kết thúc clip ở đây. Nếu các bạn thấy nó hữu ích thì cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công.